Rob Sài Gòn Vlog ấy sẽ nói về vấn đề đó, là chưa thì anh em tài xế shipper sẽ ăn cơm ở đâu. Thì mọi người biết rồi, shipper như mình thì chỗ nào thấy bán cơm ngon và thấy nó rẻ thì là mình sẽ ghé cho mình ăn. Với lại mình thấy chỗ đó nó mà ngon, phụ rẻ thì mình sẽ ghé hoài luôn. Mình sẽ nhớ từng cái khu vực nào nó có bán gì thì mình sẽ nhớ đó, rồi sau đó thì cứ trưa mình ghé mình ăn. Sau đó mình lấy sức mình chạy tiếp. Tại vì các bạn biết rồi đó, shipper như mình đó mà ít khi nào mang cơm heo ăn được lắm. Tại vì nó khá là rườm rà, nó khá là nhiều thứ đó. Nói chung là rất là nhiều chuyện xảy ra. Thì mọi người biết rồi, mang cơm heo sẽ phải để vô cốp xe, rồi để vô giỏ xe. Nói chung là khá là nhiều vấn đề xảy ra. Nên đó, thì mình đó, là shipper, mình sẽ ăn cơm ở ngoài đường, lúc nào cũng vậy hết á. Mình bây giờ nè, giờ mình sẽ đi kiếm quán cơm nha. Quán cơm nào nó bán đồ chay mình sẽ ghé mình ăn. Thường á mình ăn cơm á là mình sẽ ăn ở ngay cái chỗ đường ngay U Minh Khiêm nè. Chỗ này nó bán cơm á khá là rẻ và ngon đó. Hồi trước ăn có 25.000 à. Giờ lên tới 30.000 rồi. Thì mọi người biết rồi, hiện tại á, thì cái gì cũng lên giá, thì đâm ra thì họ sẽ lên giá. Tại vì các bạn biết rồi, ăn cơm á, thì mình như mình đây, mình ăn cơm 25 hay 30 là mà hết quá đáng lắm luôn á. Rồi có nhiều lúc đi ăn hủ tiếu hả, lên tới hả 30.000. Rồi có một ngày thì kia thì mình đi ăn cơm gà số mớ, mình quên coi giá. Ôi trời ơi, đi vô ăn xong rồi mới biết hả, mới hết cái bạn giá, cái menu quá là 60.000 một phần. À, 65.000 một phần. Trời ơi, nó làm cho mình nhớ hoài luôn. Nó nằm hình như là nó nằm ở phía bên gần đường Đinh Tiến Hoàng, còn gọi là đường Lê Văn Diệp bây giờ đó. Ăn xong mình còn được bò, được giảm giá 5.000 nữa chứ. Mà ăn cái đĩa cơm nó không có ngon, nó đắng á, mà nó còn không ngon. Với lại cơm á thì nó chiên nó không có giờ. Giờ mình sẽ rẽ trái vào đường Quân Khiêm đây, sau đó thì chúng ta sẽ đi tiếp. Mình sẽ kiếm quán cơm nào nó ngon ngon rồi mình sẽ ghé mình ăn. Hồi đó hồi trước là mình ăn cơm ở đây nè, cơm tên là cơm sinh viên. Ở đây thì bán cơm khá là ngon. Với lại mình thấy là một lượng tài xế khá là nhiều ăn ở đó. Đây là chỗ Bách Cai nè, nằm trên đường Quân Khiêm. Phía bên tay trái mình đó là trường Đại học Hồng Tết. Sẽ ghé quán cơm ở phía sau phía Nghệ Tĩnh mình ăn quá. Trời ơi, trưa bây giờ khá là nắng luôn á, 12 giờ rưỡi rồi. Thì các bạn biết rồi, Sài Gòn mà khi mà nắng là cực kỳ gọi là nóng, khá là khó chịu. Shipper thì đa phần là mình sẽ nói chung là thích gì ăn đó nha. Bữa đó mà hèm ăn bún bò là ghé bún bò ăn, hèm bò né là bún bò né, cơm tắm sườn bị chả bún hết. Thì bữa nào mà cảm thấy hèm cái gì là cứ ăn cái đó thôi, chứ không có phải suy nghĩ cho nhiều. Giờ mình sẽ rẽ vào đường Nguyễn Gia Trí. Con đường này thì buổi tối thì khá bán khá là nhiều đồ ăn. Nói chung là nhiều món để chúng ta chọn lắm, mà bán cũng khá là rẻ. Sinh viên ở đây nhiều lắm nha mọi người. Sinh viên hầu hết là tập trung ngay đường Nguyễn Gia Trí này là khá là đông. Tại vì gần đây là rất là nhiều trường đại học, nhất là trường đại học Hâu Tết á. Trời ơi, mấy bạn biết rồi, mấy bạn học trường Hâu Tết là đại gia không? Con nhà giàu không đó, tiểu hư, cậu ấm, cô chiêu. Giờ mình cũng không biết mình ăn quán cơm nào đây. À bây giờ mình sẽ đi ăn cơm gà số mớ đây. Mình sẽ ăn cơm gà số mớ ở trên đường D5. Rồi mình đi hố rồi, bây giờ mình sẽ hoành lại đây. Ghé quán cơm gà số mớ mình ăn. Nằm trên đường Nguyễn Gia Trí.
hôm sau đó thì có sức rồi bắt đầu chúng ta đi bào tiếp. Bào thì tới chiều, đến tối, đến đêm. À, mình lên đây thì mình sẽ rẽ trái nha, vào đường D5. Đây là có quán cơm gà mình hay ăn lắm luôn á. Bạn nào mà chạy ngay đường Nguyễn Gia Trí là ghé vào đường D5. Các bạn ghé ăn cơm gà tươi mớ. Một phần hình như là 27.000, cơm 23.000, là một phần 30.000. Có trà đá miễn phí luôn. Giá cũng khá là rẻ và giá rất là cạnh tranh luôn á. Với lại chạy shipper thì mọi người thấy rồi đó, hiện tại bây giờ tài xế đông quá trời luôn, tâm ra thì rất ít đơn để chạy, chứ thường chưa vậy nè là mình đi giao đồ ăn khá là nhiều. Còn bây giờ mà bật phút đó hả, có khi không có đơn luôn á, ghê gớm không. Rồi bây giờ mình ghé mình ăn cơm lấy sức đây, sau đó thì chút xíu nữa thì đi vào tiếp. Quán cơm nằm phía bên tay trái nè. Trời ơi, giờ đông quá trời luôn. Đông quá. Trời ơi, ráp quá trời ráp luôn nè. Để xe đây được không chị? Được hả? Không, con ăn ở đây. Để đi, khoảng 5 giờ dùm cơm cho anh đi. À, dạ rồi. Ok các bạn, giờ mình sẽ cho ăn nha. Đây là quán cơm gà nằm phía ở bên đường D5 nè. 20 xe đường D5. Dạ. Ok các bạn, giờ chúng ta sẽ vô ăn cơm. Khoảng khóa cổ nha chú. Dạ. Lấy con ức gà nha. Ok các bạn, quán này khá là đông. Cơm xong rồi, giờ mình sẽ đi đây. Đây là quán cơm nằm trên đường quán cơm nè. 20 22, đường số 5, đường D5, phường 25, quận Bình Thạnh. Quán cơm ăn khá là ngon nha. Nói chung á là họ đây họ sẽ cho mình trà đá miễn phí. Mọi thứ cái gì cũng miễn phí hết á. Chỉ có cơm thêm là 3.000, đĩa kim chi là 6.000. Thì mọi người tính lên. Hiện tại bây giờ là trời khá là nắng nè. Bây giờ mình sẽ đi kiếm chỗ nào mát, sau đó mình sẽ ngủ một giấc, sau đó xíu ra chạy tiếp. Nói vậy thôi chứ hiện tại là bây giờ là bật áp rồi, giờ chờ ráp phát cuốc là mình chúng ta là giờ là mình sẽ chạy thôi. Bây giờ là 1 giờ rồi mọi người, giờ là sắp bắt đầu giờ mọi người dậy rồi, sau đó thì đi đây đi đó, đặt đồ giao hàng này kia các kiểu. Đó là những cái bữa cơm của mình ăn ngoài đường. Sáng thì ăn bánh mì này kia, mì xào tùm lum hết á. Còn chiều á thì trưa thì ăn cơm gà, ăn cơm tấm, ăn bún bò Huế, nói chung là cái gì mình thèm là mình ăn. Tới chiều là phải ăn hủ tiếu. Nói chung là thấy cái gì ngon là ghé vô là mua. Hoặc là bánh mì thịt nướng, bánh mì ốp lơ. Trời ơi, tao nói ra đường là tốn tiền lắm. Một ngày chi phí tốn tiền ngoài đường là 200.000 tiền ăn, tiền ăn với tiền đổ xăng. Giờ là đang ở đây là đang ở ngay đường Nguyễn Gia Trí nè, đợi ráp phát cuốc. Bây giờ bật áp mà thấy không có động tĩnh gì hết, hơi buồn. Hôm nay gọi là ế rồi đó. Thôi mình sẽ tất cả chờ ráp phát cuốc đây, đi kiếm chỗ ngủ luôn. Ngủ ngoài đường không à, riết rồi giống như bụi đời vậy đó. Bye bye mọi người nha, và hẹn mọi người ở các video sau.